vận mệnh của một bọn dương tôn dương tử. Ta nắm trọn trong tay, muốn sống hay chết tùy ta quyết định. Ở đây chỉ có mình ta mới được quyền ra lệnh, còn ngươi cũng chỉ là một hàng thần lơ lão. Hàng thần lơ lão, hàng thần lơ lão. Không, im đi, im đi, im hết đi, im hết đi. Ta không phải là hàng thần lơ lão. Dòng sông không bến bờ, giữa cơn mưa nguồn thác lũ. Muốn quay lại đường xưa thì cầu kia gãy nhịp lâu rồi. Bấy rập phủ dân đã làm cho ta u tối tâm hồn, quên cội quên nguồn, chạy theo tiền tài danh vọng, nuốt nhục cúi đầu làm nô lệ cho ngoại bang. Áo Thiên Triều, áo Thiên Triều không giống áo của mẹ cha. Khôi Bắc Quốc khác với trăm bới lướt tai hiên ngựa. Trời ơi, ta muốn hỏi sao trời già cái gì biến ta thành kẻ bán nước cầu dinh. Có tội với non sông vì không trọn trung với chúa, có tội với cha già vì quên chữ nghĩa nhân. Ta không phải là hàng thần lơ láo, ta không phải hàng thần. Tại sao nàng lại toàn trộm? Không, tôi không trộm, mà chính ai kia mới là kẻ trộm. Ta trộm mà, ta trộm gì? Trộm bức ngôn đồ giao cho lũ giặc ngoại xâm. Bức ngôn đồ? Đây là... Đến giờ phút này mà ông còn dối gạt tôi à? Nằm trong ống son có bức ngôn đồ đại việt à? Đó là hồn thiên tụ tội mất của non sông. Bất ngôn đồ gì đâu, sao nàng lại nói năng sẵn bay? Nếu có cũng chỉ vì ngôi bao của dương gia, để cho ta công hầu, còn nàng là mệnh phụ phu nhân. Ai
vải toàn trộm ống son. Đó là hồn non sông đã động về từ muôn vạn dặm, đã khuyên dạy tôi phải giữ ngôn ngữ cho nước Nam. Phu quân, phu quân ơi, tiếp không mong một cuộc sống giàu sang nhung lụa, mà chỉ muốn sống hiền hòa bên bờ tre khóm chuối. Dinh sang chi, dinh sang chi với cảnh hại mang mũ đội, mà chàng phải cúi đầu làm tôi mũi cho ngoại bang. Để rồi chúng ban cho câu là hàng thần lơ lao. Phu quân ơi, lòng dân Đại Việt đang mở rộng vòng tay đón kẻ lầm đường trở về quê cha đất tổ. Phu quân ơi, tiếp mong chàng, tiếp mong chàng mà phu quân ơi. Bảo Trâm, Bảo Trâm ơi, nếu đường đời ai ngả ngược xuôi, sương gió núi, sương gió núi chẳng thương qua tiết ngọc. Phu quân, Bảo Trâm, nàng hãy khoác hàng y cho đỡ lạnh, áo thay người sưởi ấm lúc giá băng. Nhờ nàng tấu lớn khi đời ta bước xa ngàn xa, vì mùi công danh nên giờ thân phải mang đoạn trường, thẹn lòng với chúa với non sông núa cam ê chề. Mau mau kịp nhanh chân kẻo không đời quá tàn phai. Đành lòng sao an khi nhìn phụ tướng lặng đồng dày. Một đời phụ thế em nguyện ghi sắc xuống lời thề. Lời nàng đánh thức trái tim ta sáng như trăng rằm. Ta cho lũ xâm lặng sẽ muôn đời không toàn thay. Dặn lòng ai bi xin giữ mình, ta hẹn cô tái lại. Mi đi Bảo Trâm, phu quân. Mi đi Bảo Trâm, phu quân. Phu quân ơi, còn bất ngôn đồ. Bất ngôn đồ sẽ về Tài Nguyên Quốc. Còn Bảo Trâm, Bảo Trâm sẽ vĩnh viễn ở mãi nơi này. Có nghĩa là? Nghĩa là kẻ nào biết được bí mật của ta mà không theo ta thì không được theo ai khác. Nhưng Dương gia, Tâu Dương gia, dầu sao Bảo Trâm và người cũng là nghĩa cha con kia mà. Sao? Nghĩa cha con à? Nghĩa lý gì với cái thứ con nuôi? Hả? Con nuôi? Tướng quân, gái Bắc Phương nguyệt thẹn quá nhường. Khi người đã là vương là tướng thì tha hộ cho tướng quân lựa chọn. Dầu ta có là tướng là dương thì trong mắt của các người ta cũng là phượng hoàng thần lơ lão. Kìa 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 Nguyễn Phục,
chẳng qua tướng quân đem thử lòng con thôi. Nếu như thiên triều không trọng dụng con thì ngài ấy không lặn lội đến đây để làm gì? Nhưng Dương gia, dầu sao con và Bảo Trâm cũng là nghĩa vợ chồng. Nghĩa vợ chồng? Con nên nhớ, giữa hai bờ sống chết, Bảo Trâm nó đã chọn. Nó quyết tâm đoạt được bức ngôn đồ đại việt, có nghĩa là phản lại ta. Con hãy ra tay đi, cầm gươm xuống tay giết chết Bảo Trâm, coi như đây là lòng trung thành con dành cho cha cũng như với thiên triều. Phu quân, Bảo Trâm này không yêu hề sợ chết, hãy để thiếp chết tay về lũ giặc Nguyên Mông, đừng gây cảnh xáo thịt nội gia, đừng làm trò cười cho quân cướp nữa. Nguyễn Phục, con nhớ rằng dưới tay của cha có trăm tên kỵ mã, một lời ta phán ra giết. Dùng gươm mà dưng tình phụ thề nghĩa nặng đau lòng em ơi. Đã lại đi. Sẽ trào bức ngôn đồ. Phụ quân, phụ quân. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Hãy cho Bảo Trâm toàn mạng sống mà trở về cổ thổ. Vậy còn bức ngôn đồ? Bức ngôn đồ, khi nào ta đặt chân đến Ải Chi Lăng, ta sẽ trào bức ngôn đồ đại việt. Phụ quân. Được, ta bằng lòng. Biển người
đi đi bảo trâm, đi đi bảo trâm. Bảo trâm, bảo trâm. Trường Giang nè, khi mà chọn cái tiết mục này thì em muốn nói lên cái điều gì đến với tất cả mọi người thông qua cái chủ đề ngày hôm nay? Dạ, chủ đề ngày hôm nay đó là chủ đề cảm ơn cuộc đời. Em muốn đem một cái trích đoạn này lên. Điều đầu tiên đó là em tưởng nhớ đến cậu Năm, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Cậu đã chắc hết những tâm huyết, máu xương để làm ra một cái nguyên một trọn một tuồng Bức Ngôn Đồ Đại Việt. Em xin cảm ơn đến những các đàn cha đàn chú tri ân từ xưa đến giờ đã từng diễn vở này và cho đến bây giờ lại hỗ trợ cho em. Em xin gửi lời cảm ơn tất cả đến quý khán giả đã thương yêu gia đình của Giang. Giang xin tri ân tất cả đến mọi người ạ. Hôm nay xem Giang diễn thì với cái dàn dựng như thế này trông rất là, phải nói là đi xem dùng cái từ gì nhá, rất là xinh xắn. Và chúc mừng cho Hồ Quảng có được một kép trẻ có rất nhiều phong độ và rất là có tương lai. Và chúc mừng con, ngay khi còn trẻ, lòng con đã biết nói sự cảm ơn. Khi mà con biết nói như thế và con hành động như thế, thì bà con khán giả của Cải Lương sẽ yêu mến con, sẽ ủng hộ con. Chúc con có một cái tương lai thật là đẹp. Qua cái tiết mục này thì chú thấy cháu về vấn đề diễn xuất rồi bộ tịch rồi là khỏi phải bàn rồi, tốt quá, biểu cảm cũng tốt nữa. Chỉ có ở chỗ mình đóng một cái vai tướng lĩnh thì tập cái âm thanh, cái khẩu hình của mình đó, mình cho nó ra nghe nó chắc chắn, ra một cái nam tướng mà dũng cảm hùng mạnh. Đây là một cái vai mà cái người nó không có lập trường, cho nên là y chao đảo vì theo giặc. Và đến một hôm, một lúc nào đó, đó những cái hoàn cảnh rồi những cái người thân này nọ đó, tức là khiến cho y quay trở lại và y muốn lập công đối với đất nước. Cho nên nếu cái vai này á thì cái sự yếu đuối của con đó nó cũng vừa đủ. Và con nhớ lời của chú Thái Châu, khi nào mà con ở những cái vai chính diện thì con tập thêm cái cách phát âm để cho ra cái nhân vật chính của cái nghệ thuật cải lương, của nam chính của cải lương con nha. Mà chú nghĩ con để ý thì được thôi, tại vì con hát tân nhạc quá đẹp rồi. Châu biết không, cái cải lương nó nói thế mà nó khó lắm. Thí dụ như cái nam chính là trước rèm rũ đã tinh tài mã phấn, lái thuyền hãy văn võ vững tay chèo, một lĩnh truyền trăm họ phải tuân theo, suy nghĩ thay người trên ngôi báo. Đó là vai chính diện. Nhưng nếu mà cái vai mà phản diện như thế này đó, trước rèm rũ đó tinh tài mã phấn, lái thuyền hãy văn võ vững tay chèo. Tôi rất thích Trường Giang. Tôi thích cái sự chỉnh chu và sống hết với cái nghề của mình. Và đó là cái đúng sao nói ngôi của dòng họ Minh Tơ Thanh Tòng. Có nghĩa là tất cả những nhân vật nổi tiếng trong dòng họ Minh Tơ Thanh Tòng khi xuất hiện trên sân khấu rất chỉnh chu. Hiển nhiên Trường Giang là con cháu thì vẫn còn nhiều cái sai sót, giống như các cô chú đã góp ý rồi, tôi không góp ý cái đó. Tôi thích là bạn đã tham gia chương trình này là bạn đổ công đổ sức, bạn nhiệt huyết và bạn tập tành. Rõ ràng nếu không có tập tành và không có tập trung thì không ra được một tiết mục như vậy. Và hy vọng là những tập sau, nếu như tôi có may mắn tôi còn ngồi nữa, thì tôi sẽ thấy bạn hay hơn nữa. Đúng nha. Đúng. Hay hơn nữa. Chúc mừng bạn, nay tôi rất thích bạn. Giang ơi, khi bạn thực hiện cái trích đoạn này, bạn đã gửi đến cố nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, gửi đến cho gia đình mình một cái niềm tự hào, cũng như là cái lòng nhiệt thành của bạn để tiếp nối cái truyền thống
của gia đình mình. Tôi nghĩ là ngày hôm nay chắc chắn những bậc cố nhân ấy đã rất là mãn nguyện và mỉm cười với cái nỗ lực của bạn. Chúng ta vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo, còn bây giờ sẽ là số điểm. Đây sẽ là số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Danh ca Thái Châu, xin mời số điểm của anh. 3. Tôi chỉ đợi anh Thái Châu lẹ lẹ thôi, đặng tôi đưa lên 10. Cho rồi. Vâng, nghệ sĩ Minh Nhí cũng đã cho điểm 10. Thưa quý vị, số điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Trường Giang. Chính phải 7 điểm, chúc mừng bạn.
Setara. Đừng, Setara. Đừng, đừng lại gần ta. Đừng, Setara. Đừng, đừng. Giang ơi. Ủa, sao nghe tụi nhỏ nó bày tập ở trên đây rồi đâu rồi? Không mở đèn lên gì hết trơn á trời. Ủa, Giang. Giang. Đừng, đừng, đừng. Giang. Giang. Đừng. Cái gì vậy cô nè? Cô nè. Giang. Con bị gì vậy? Cô nè. Sao vậy con? Hả? Sao trên đây mà tập con mình vậy? À, hôm rồi á, cô có nghe mấy đứa nhỏ nói á là con bị mệt trong người hả? Rồi cái mà bác sĩ á không có cho cô về, mà hôm nay á cô trốn viện, cô về đây cô thăm tụi con đó. Cô không khỏe, cô đến thăm con làm gì cô? Con nói vậy sao được? Học trò của mình nó sắp tới ngày diễn tới nơi rồi, mà làm cô không có mặt sao được á con? Mà cô không khỏe cũng không sao, chủ yếu á là tâm trí của cô á còn minh mẫn lắm Giang à. Cô còn biết được á cái nào đúng, cái nào sai. Đặc biệt á biết được cái đường nào sai mà còn quay về sớm nữa con à. Cô nói gì vậy? Con đang đi đúng đường của con mà cô. Cô thấy đó, bây giờ không ai hát qua con hết, cũng không ai múa qua con, diễn cũng không qua con nữa. Cô nghĩ là con đang đi đúng đường của con mà cô. Cô nói gì vậy? Con đi đúng đường à? Con đường của con đi là cái này hả Giang? Cô trả lại cho con. Còn sao vậy con... Giang? Con đường của con đi là con đường nghiện ngập, con đường để thả vô những chất đê mê như vậy sao hả Giang? Con sao vậy? Đứa học trò ngoan, đứa học trò giỏi nhất lớp của cô đâu? Cô tin tưởng cô giao cho con vai diễn Hồ Nguyệt cô. Con cũng thừa hiểu rằng Hồ Nguyệt cô là một con cáo, nó là một con thú, nó còn khao khát được làm người. Còn con là một con người. Vậy tại sao con lại dần biến mình thành một con thú? Phải, con tự biến mình thành một con thú đi. Xa ngã đường đời trong lạc thú đê mê, phí bỏ đời trai buông bỏ tương lai. Không con ơi, để người đời miệt thị cười chê, khán giả rời xa danh tiếng cùng lối tàn. Bao đời truyền lại vậy mà con đang tâm quỷ hoài sao đành. Không được yeah. Giọng hát của con không còn như lúc xưa. Con không được nói vậy. Là Hồ Nguyệt cô gạo chẳng ra hơi khi đến mất ngọc người. Giang, cô cấm con nói như vậy. Con cấm đi lì. Đứng lên. Không được như vậy. Đứng lên, đứng lên. Cô, đứng lên. Nghe cô. Con nhìn đi, cô bị chấn thương nhiều lần trên sân khấu, cô vẫn muốn hát. Con chỉ mới lập đường lạc lối thôi. Con còn quay về được, con còn hát được. Nghe con, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững lửa nghề,
nghe cô, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Như cô ơi, ngọn lửa thiêng liêng mà cha ông bao đời đốt sang. Vậy mà nay chân tay cô dập tắt cũng như tự lấy vào đầm nắng trái tim mừng. Hổ thẹn với tổ tiên dòng họ gia đình. Cười một phút xa chân nên con lầm đường lạc lối. Ý có tiếng có tiền nên giờ ngậm đắng mình ơn. Sân khấu bây giờ con không còn mặt mũi để đứng lên. Kể cả quyền làm người con không còn xứng đáng. Đối với tổ tiên con là người có tội. Còn đối với nghề con là người bội bạc. Dạ, con nhìn lại con đi. Lửa nghề của con đâu? Khí phách của con đâu? Bao gia diễn để đời của con đâu? Diễn đi, bước vô trong sân khấu, diễn nhanh lên, nhanh lên. Con không diễn nữa, bây giờ con lại cô, con lại cô trả cho con đi cô, một lần thôi. Không có nói là con há không có được, không có nói là con múa không được, con lại cô, được. Trả cho con đi cô. Cô sẽ trả nó lại cho con với điều kiện con phải diễn xong lớp Hồ Nguyệt Cô Quá Cao. Trả cho con đi cô. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, cô đứng lên, diễn nhanh lên. Cô không diễn, cô trả cho con đi cô. Hồ Nguyệt Cô tiếp vào, trả ngọc lại cho ta. Diễn đi. Giàu ơi vì sao nỡ đành tâm, tình yêu ban đầu giao đã quên. Thương ai thiếp đây trao ngọc quý, không thương nữa thôi sao nỡ đành gieo khổ đau. Tiếc giàu, tiếc giàu, tiếc giàu, trả ngọc lại cho em. Yêu tình đừng mong đến gần ta, nhờ ngươi mong hời ta chết quên. Tiên ông tất ta thu ngọc quý, hồ ly hết bông chi sống còn trên thế gian. Tiếc giao, trả ngọc lại cho em. Trả ngọc lại cho em. Cuối trăm lại giao lan giùm thương, thứ tha giùm kiếp qua hồng nhan. Chớ than không ta nào nghe, yêu quái buông ra lời gian xin. Ta sẽ cho mi thành trộn tình yêu ba muôn người lánh xa. Giao hứa giao sao chàng đành quên. Duyên mình hỡi anh Hồ Nguyệt Cô, hãy xem đi. Ha! Chết tôi rồi. Cô giỏi lắm con. Yeah. Con đã diễn xong lớp tù hồn vì cô, mà con không cần đến thứ này. Bây giờ con còn dùng nó nữa hay không là quyền của con. Cảm ơn cô. Con diễn được, con không cần phải dùng tới nó. Phải. Tao diễn được nhưng tao không cần phải dùng tới mày nữa. Và bây giờ, ngày mai, kể cả ngày mai nữa, tao vẫn sẽ không dùng đến mày. Giỏi lắm con. Đó mới đúng là trường gian học trò của con.
Hồ Nguyệt cô, diễn đi, diễn đi Hồ Nguyệt cô. Hấp thụ thiên nhiên thiên linh thế, đắc quả quần công xuống trần gian. Xác hồ ly tu luyện thành người, thiếp danh tự Nguyệt cô chữ đắc. À, giỏi lắm cô. Xin được chúc mừng Trường Giang vừa hoàn tất phần thi của mình, và đặc biệt là cảm ơn Hồng Trang đã hỗ trợ hết mình. Một tràng pháo tay để cảm ơn bạn Hồng Trang, rất là dễ thương. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa xem xong phần trình diễn dự thi của Lê Nguyễn Trường Giang. Bạn muốn gửi gắm điều gì vào trong cái vở diễn vừa rồi của bạn? Em lấy một cái hình ảnh của Hồ Nguyệt cô, dù là thú nhưng mà tu luyện cả ngàn năm để được khao khát để làm người, nhưng riêng mình là con người thì lại bỏ đi cái quyền đó và bị thành một con thú. Đây là một cái nhân văn em muốn lấy. Tức là cái chàng trai trẻ này luôn luôn làm những cái chuyện rất là quan trọng. Mà hay ở chỗ là anh bạn làm những chuyện quan trọng rất là bình thường. Và đó là cái sự lớn của con. Con giữ cái lửa nghề và cái tâm của con để con duy trì và con phát triển cải lương. Nhưng còn một cái thông điệp nữa đó mà cô rất khen con, nghiện ngập từ người mà tự biến mình thành con thú. Đây là một cái vấn nạn xã hội làm cho những cái bậc cha mẹ rất là đau lòng, làm cho những người trong cộng đồng rất là đau đớn. Cách suy nghĩ của con rất là đúng. Bởi vì khi mình biết mình đi sai đường thì cũng chỉ có cái ý chí của mình mới lôi mình lại được. Cô trân trọng con, trân trọng cái việc làm nghề của con và trân trọng cái đầu óc của một người trẻ với trách nhiệm với bản thân, với gia tộc và với cộng đồng của xã hội. Con đã trình bày với công chúng một cái loại hình nghệ thuật sân khấu dân tộc rất truyền thống nhưng mà vô cùng hiện đại, và nó sẽ sống mãi. Bởi vì sao? Là vì nội dung của nó lúc nào cũng hiện thực, lúc nào cũng sát sườn với những vấn đề nóng của xã hội. Cô rất cảm ơn con Trường Giang. Đây là một cái tiểu phẩm giá trị mà cũng là một cái bài học để cho những người trẻ tuổi, để hoàn thiện lại cho con người mình thành ra một con người tốt, để mà lo cho cái tương lai sự nghiệp của mình. Chú rất là thích tiết mục này, và con diễn cũng rất là xuất sắc. Tự sáng tác, tự dàn dựng cho mình, tự làm cho cái nghề của mình. Ba mẹ sanh con ra cũng là hãnh diện. Trường Giang đã tạo ra một cái tiết mục rất là tuyệt vời. Em đã gắn liền giữa cái tuồng cổ và cái xã hội. Em đã gắn liền vào trong đó. Mà em khôn khéo hơn một cái nữa là em đã mời được cái người hỗ trợ cho em, đó là Hồng Trang. Đứng trên sân khấu, Hồng Trang không phải là một nghệ sĩ kịch hài nữa, mà là một nghệ sĩ cùng chung với lại sân khấu cải lương. Và các em rất là trí tuệ, rất là thông minh để tạo ra những cái hình ảnh đẹp cho sân khấu cải lương. Em có 3 lớp diễn Hồ Nguyệt cô. Đầu tiên là khi mà mất Ngọc Người từ cái bàn tay đẹp thì tự nhiên nó rút, nó co, nó trở thành cái con cáo. Nhưng mà em chưa làm được cái đoạn đó. Nhưng mai thay đoạn chị Hồng Trang ra, em bước vào cái phím đá bên trong và em đã trở thành một cái người nghiện. Anh nói anh chấp nhận được. Bởi vì cái lúc đó em đang nghiện thì làm sao em có thể em ra những cái bộ tai mà nó đúng cái thần lực của cái vai diễn. Nhưng sau đó em có một cái lớp Hồ Nguyệt cô khác nữa cùng diễn chị Hồng Trang, lúc mà đi ngựa thì em lại bắt đầu em dần 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 em có đầy sinh lực. Và cái lớp diễn cuối cùng khi mà em quyết định em từ giã với ma túy để em trở về với cái lửa nghề, mặc dù là cái lớp diễn đào, nhưng mà lúc đó cái Hồ Nguyệt cô đầy thần lực. Thì anh khen em ở cái điểm đó. Anh thích cái cách nhìn nhận và cái cách sáng tạo của một nghệ sĩ trẻ đối với một cái loại hình sân khấu dân tộc vậy. Chúc mừng em. Xin được trân trọng mời số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 10!
Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Còn một điểm nữa của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, bạn hãy xem nhé. Xin mời. 9,5. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là số điểm của nghệ sĩ Thanh Hằng chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Lê Nguyễn Trường Giang. 9,6 điểm, chúc mừng bạn. Cha ơi cha, con thay đồ xong rồi nè. Cha nhìn con coi có giống Nghi Xuân không? Đồ đẹp không cha? Con à, cha định đổi tuồng con à? Con không chịu đâu, cha không tập cho con giận luôn. Cái tuồng Phạm Công Quốc Hoa nó có cái cảnh giống cha con mình quá. Con thấy cái tuồng đó Nghi Xuân Tấn Lực có cha thì cha phải ra trận, mẹ thì mẹ mất, cho con đằng này con có cha là coi như vừa có cha vừa có mẹ, hạnh phúc đâu có thua gì. Thôi được rồi, con kêu bạn Hải ra đi, mình tập tuồng. Con cảm ơn cha. Bạn Hải ơi, ca tập tuồng chung với Thi nè. Rồi, ra liền, ra liền, ra liền. Dạ. Dạ, dạ chú. Ờ, chào con. Nè, tao cũ chuẩn bị hết rồi. Dạ, giờ mình bắt đầu hả chú? Rồi, bây giờ mình bắt đầu tập tuồng con. Chị Hai ơi, chị Hai. Ơi, em nói chị Hai đang đây nè, vui lắm. Chị Hai. Ừ, em nói đi Tấn Lực. Mẹ. Ủa, ơ kìa, Tấn Lực em sao vậy? Chị Hai mà, em sao vậy? Chị Hai. Tấn Lực. Em nhìn chị Hai đứng nhếch nhả, y gan mẹ mình luôn. Cái em nhớ mẹ quá chị Hai ơi. Tấn Lực ơi, em nghe chị nói nè, mẹ của mình á, đã chết thiệt rồi em à. Không, em chịu mẹ chết, em chịu mẹ chết đâu, em chịu. Tấn Lực ơi, em đừng có khóc nữa, em mà khóc nữa, chị khóc theo em không có ai dỗ em được đâu, không còn mẹ bên mình đâu em. Con nhớ mong mẹ ơi, mẹ ở nơi đâu? Tấn Lực ơi, em đừng có khóc nữa, em chờ cha về nha Tấn Lực. Hai con ơi, cha đã về. Này, hai con đang làm gì đó? Con đang quét nhà. À, giỏi. Sáng nay cha đi đâu sớm vậy cha? À, sáng nay chị hai không biết đâu, có một mình Lực biết thôi. Là hồi sáng á, ông vua gọi cha lên triều đình để mà lãnh thưởng á. À, cha đi lãnh thưởng. Không phải vậy đâu con à. Ủa cha, lệnh của triều đình là cha phải ra xa trường giết giặc. Ra xa trường giết giặc. Cha đi giết giặc. Lực, em không sao, em lấy cây cuốc chạy vào chuẩn bị hành trang cùng với cha. Hai chị em mình đi giết giặc nha. Giết giặc. Hai con không được đi. Cha. Nơi chốn xa trường gươm đao hiểm ác, hai con không được đến đó. Mẹ đã mất sớm, hai đứa con ở nhà không có ai chăm lo hết. Cha đi rồi, Tấn Lực nó giận cha, con cũng giận cha luôn. Con giận cha luôn. Cha đừng có đi. Nín đi con. Trời ơi, ta biết phải làm sao khi chúng biên thùy giặc ngang tàn xâm lấn, tâm trí hướng biên cương nhưng dạ còn con trẻ. Ta biết
biết phải làm sao cho tròn chi anh hùng. Nặng nợ non sông mà lòng bằng con khờ, tấn lực nghi xuân thay con còn thơ âu, ta không đành lòng biết gửi lại cho ai. Phút giây ly biệt khôi tình cha mắt con rơi mà cha đau nhói trong lòng. Cha ơi, nơi chốn quê nhà có con lo liệu mọi bề thay cha, xin cha hãy cứ yên lòng lên đường giết giặc đáp lời non sông. Con gái cha ngoan lắm. Con là con trai, không có được mềm yếu như vậy. Đúng rồi, con là con trai, con sẽ ở nhà, con bảo vệ cho chị hai. Dạ. Giỏi, giỏi lắm con. Dạ. Dạ ơi, con ở nhà, con sẽ hát ru thay mẹ cho tấn lực ngủ. Cha hãy yên lòng đi giết giặc đi nha cha. Ngoan lắm. Dạ. Con gái của cha. Đây có phải là lần đầu tiên mà em được cùng đứng trên sân khấu với ba mình không? Dạ đúng ạ, em cảm thấy trong lòng của em rạo rực lên vì em biết là cha của em đang rất là hạnh phúc khi con gái của mình nói được cái nghề. Con cảm ơn cha đã sinh ra con. Sao có vẻ hình như con sinh ra để làm đào cải lương? Là bởi vì á, cái phát âm của con á, đối với lại cái ca cải lương đó, nó rất là tròn dành rõ chữ. Cái tiếng miền Nam nó con phát âm dễ thương quá trời đi. Đó là một cái giọng tự nhiên trời cho, chưa có được trao chuốt mà nó đã dễ thương như vậy rồi. Cho nên á, là chắc có lẽ con phải cố gắng thật nhiều, con phải làm thật tốt những điều mà ba mẹ con kỳ vọng, nhất là người cha của con. Trong khi thi con hát tân nhạc, chú thấy con rụt rè, yếu đuối, có đôi lúc hụt hẫng luôn. Mà qua cái tiểu phẩm này, con hát bên cải lương, bên ngành cổ nhạc, thấy con vững vàng, duyên vừa dáng. Ghê hả? Cái chất giọng nó tình cảm một cách một chân thật chất phát. Đối với chú thật là tuyệt vời, khác hẳn luôn. Qua một cái chút xíu hát cái đoạn đầu thôi, chưa có hát cái đoạn sau nha. Dạ. Tôi nói cái em này tỏa sáng rồi. Hát bây giờ cô vàng, rất là tin. Xin lỗi anh Châu nha, tôi ham nói quá. Dạ. Thì cô rất sẵn sàng đó, dạy con hát cải lương. Nhìn gương mặt em, không ai nghĩ cái nhà là nhà gieo neo. Không ai nghĩ là sống thiếu tình thương. Tại vì trên gương mặt của Thi rất là rạng rỡ. Em lại được cái sáng sân khấu. Cái điều đó là một cái nhu cầu cần thiết của một nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Trinh Tính rất là cảm động khi thấy hai cha con cùng đứng chung một sân khấu. Cái điều đó là một cái điều mà... Xin lỗi. Một cái điều rất hạnh phúc cho một người nghệ sĩ.
chú xúc động quá chú không biết nói gì. Chúc mừng con. Ừ. Con chưa có đó là cái kỹ thuật giữ hơi và cái kỹ thuật làm thế nào để cho mình có 5 mà khi mình ca khán giả thấy mình có 10. Thì cái việc đó cô nghĩ rằng ba con và ca cô có thể giúp con làm được chuyện đó. Nhưng cái vốn quý đó mà con có sẵn đó, thì cái điều đó chỉ có cha mẹ với trời cho. Cho nên muốn rằng đáng lý ra đó là cho con 9,5, nhưng mà sẽ cho con 10 để nói với con rằng hãy cố gắng giữ gìn cái viên ngọc trời cho và cha mẹ cho mình. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo Thái Châu. Mấy điểm? Lớn lên chút nữa coi. Hồi nãy thấy đập đập bàn nữa. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo Kim Phương. Thấy em nó rất là lễ phép, rất là đi lùi lại. Em có em quý vị hình dung tại sao mà cô thi đi cái kiểu đó không? Thật ra đó là cô có một cái tư chất của một cái cô đào chánh của cải lương, cho nên rất là khiêm cung và tự biết rằng trước mặt ai và trước mặt người nào đó thì mình sẽ phải hành xử như thế. Cảm ơn cái sự giáo dục của ba con. Đêm nay thật sự là em làm anh rất là xúc động. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Mai Xuân Thi. 9,6, chúc mừng bạn Dương Ngọ Băng. Dương Ngọ Băng. Huy triệu ta đã bao lần thất bại thảm hại dưới cành cổ loa. Đã bao lần rồi? Muôn tàu bệ hạ, không dưới 10 lần. Nhan Khanh, tên bại tướng đâu không dám về để diện kiến tại sao? Nhan Khanh, con trai duy nhất của thần đây. Trước khi chết, nó truyền lại với lính rằng phải cắt đầu của nó đem về đây để nhìn mặt bệ hạ và tại hạ lần cuối. 5 năm qua không đêm nào ta an giấc. Quốc sư, ta phải làm gì để phi công thành nuốt chửng cổ loa? Ta phải làm gì đây? Xin bệ hạ, hãy mở cửa ban giao thông thương hòa hiếu giữa nước Triệu và Âu Lạc. Sàm ngôn! Cái chết của Nhan Khanh đã làm cho Nhan Tấn điên rồi hay sao? Xin bệ hạ, hãy cho Thái tử Trọng Thủy kết giao cùng công chúa Mỹ Châu. Nhan Tân, thần xin lấy đầu ra mà thề, chỉ 3 tuần trăng, thần sẽ sang bằng cổ loa thành. Ê! 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 Tống Lâm, các anh em hãy cố gắng tập luyện để cùng ta bảo vệ nói thần. Dạ cao huynh à, hai nước thì đã kết tình bằng hữu với nhau rồi, chúng ta cần gì phải tập luyện nữa hả cao huynh? Ta biết, nhưng mà ta không tin với một người như Triệu Đà lại có thể mở lòng hòa hiếu với Âu Lạc. Nếu như các đệ để lộ bí mật của nó thần thì đừng có trách ta. Dạ. Nghỉ ngơi một chút đi rồi tập luyện tiếp. Dạ. Ai? Ai? Thần đây. Thần đây mà. Là ai? Thần là sư giả của nước Triệu đây. Sư mà sư giả nước Triệu đây. Ai cho người tới đây? Hai nước đã tỏ lòng hòa hiếu anh em với nhau mà, sao cắt đầu anh em mình vậy? Tôi là khách quý của Thuận Dương đó.
Anh em với nhau cả mà. Đây đây đây, đây là bình rượu. Rượu đặc biết của nước Triệu, uống vào ngon lắm. Không tin à? Không tin thần à? Uống thử nha. Ngon quá. Nhưng mà tại hạ ủ cái bình rượu này nó chưa có đủ 2 tuần trăng. Nhớ 2 tuần trăng nữa hãy uống nha. Cho tại hạ gửi, cho tại hạ gửi. Ta không lấy. Cho tôi gửi đi mà. Để ta. Tại hạ muốn tỏ chút lòng là tại vì tại hạ rất là quý các hổ tướng. Các hổ tướng thương cha thương mẹ như vậy, bởi vậy thần Kim Quy tin tưởng mới giao cho nỏ thần. Ủa sao các hổ tướng cười tại hạ vậy? Thần Kim Quy ở đâu ra? Nỏ thần là do các hổ tướng chúng tôi làm nên. Vậy à? Vậy mà nước Triệu chúng tôi lại nghe khác đó chứ. Ông nghe khác là sao? Nước Triệu chúng tôi nghe được là toàn bộ hệ thống nỏ thần là do Cao Thục tướng quân một tay làm ra hết. Quan đường! Lấy nỏ là do ta làm đó. Còn thân nỏ là do ta nè. Còn ta, ta chính là mũi tên. Thôi. Sao vậy? Biết là anh em với nhau rồi. Nhưng tôi là người nước Triệu mà. Sao các ngài đem bí mật quốc gia mà kể cho tôi nghe vậy? Không, tôi không muốn nghe. Cũng may là tôi nghe đó. Nếu mà một người khác nghe đó là có hại cho cổ Loa Thành đó. Cao Thục tướng quân mà nghe các ngài tiết lộ, cắt đầu như chơi đó. Nhưng không sao, không sao. Chúng ta là bạn mà, anh em mà. Tôi chè nhau hết. Yên tâm nha. Tôi thương lắm. Các hộ tướng tôi thương vô cùng tận. Bởi vì các hộ tướng phải ngày đêm canh giữ nỏ thần, không được bước rời khỏi nửa bước. Vậy mà Cao Thục tướng quân nhận hết toàn bộ những gì do tất cả làm ra, mà ông ta nói là một mình ông ta làm ra. Quả đáng. Thục Dương cũng tin là như vậy, cho nên mới để các hộ tướng khổ sở tại đây, trong khi Cao Thục tướng quân rượu thịt no sai hết. Anh em sao bạc bẽo với nhau quá vậy kìa. À thôi, mà tại hạ cũng không trách Cao Thục tướng quân, bởi vì ngay bây giờ Cao Thục tướng quân đã u mê trong tình cảm lắm rồi. Bởi vì sao? Bởi vì thái tử Trọng Thủy của nhà Triệu sắp kết hôn cùng công chúa Mỹ Châu của Âu Lạc, cho nên là ngài ấy ghen, luôn mờ lý trí. Thôi thông cảm hết nha. Quá đáng. Tại sao cứ để người lạ xâm xâm cho đi hả? Cao huynh, người lạ đâu ra? Đây là sứ giả của nước Triệu, là khách của Thục Dương đó. Cho làm gì vậy? Cứ là ai muốn chạm đến bí mật của nó thần thì đều phải chết. Cao huynh, thôi, cho tôi xin. Ở đây không có ai muốn biết bí mật gì hết. Đúng rồi, đề kể mà ông con ta còn không thèm nghe được mà. Thôi cho tôi xin mà, Cao Thục tướng quân ơi. Cao Thục tướng quân, bí mật của nó thần rồi. Thôi, Cao Thục tướng quân ơi. Đừng. Các hậu tướng đã cực khổ lắm rồi, xin ngài đừng hành hạ các hậu tướng nữa mà. Cao huynh, chúng ta đã từng giàu sanh ra tử, vậy mà bây giờ Cao huynh đối xử với chúng đệ như vậy. Ông ta nói đúng, huynh chỉ lợi dụng chúng tôi mà thôi. Cho tôi xin mà. Phong Châu thất hồn, đừng để như vậy. Đừng để như vậy. Rồi để đi đi. Để không thì không giữ được bình tĩnh. Đi. Huynh chỉ lợi dụng chúng tôi thôi. Thôi. Các hộ thương ơi, đừng. Phong Châu thất hồn đừng tan rã mà. Cao huynh, đây là sứ giả của nước Triệu, huynh đừng làm bậy nữa. Ráng mà giữ thần. Cao Thục, Cao Thục tướng quân, tại sao Phong Châu thất hùng lại huynh đệ tương tàn? Thục Dương,
xin người hãy minh tường mà soi xét. Đây chỉ là một màn kịch bàn nhau, không muốn chiếm đất nước ta một lần nữa. Cầm đi. Thuận Dương, Thuận Dương, Thuận Dương, xin Thuận Dương bớt nóng. Có thể bởi vì Cao Thục tướng quân lo cho vận mệnh của nước Âu Lạc mà thôi. Không có gì hết. Đẹp lắm. Ngài nói người hay ngọc? Cả hai. Thế thì cả hai đều là của Thục Dương hết à. Thục Dương, nếu như người cứ đam mê tủ sắc, nghe những lời đương bật, thì Âu Lạc sẽ vì ngài mà chìm trong biển máu. Cao Thục, bắt giam Cao Thục. Quy thế của ngài không còn tiếng nói nữa. Tình cảm của ngài đã giết chết đi quy thế của ngài rồi. Giết ta đi. Giết ngài à? Không, ngài còn phải chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần nữa. Cao Tướng Quân sẽ không bao giờ hiểu được tâm trạng của ta khi mà nhìn con mình chỉ còn cái đầu vắt vẻo trên lưng ngựa. Ta còn đau đớn gì hơn khi đức vua thì không tin dục, bản thân thì bị nhốt trong ngục tối, hay là người tấu với đức vua mai này sẽ chém đầu ta. Chết à? Không, không chết dễ dàng như vậy được. Ngài phải sống, phải sống để nhìn Âu Lạc chìm trong biển lửa. Ngài phải sống, sống để nhìn tên vua ngạo mạn kia chạy thục mạng mà tìm đường sống. Ngài phải sống, sống để nhìn công chúa Mỹ Châu sẽ làm tỳ thiếp của thái tử Trọng Thủy, bởi vì quận chúa Hoàng Dung sẽ lên ngôi hoàng hậu. Ngươi được không? Phải sống. Ta vẫn tin Âu Lạc còn có người tài trung. Tài trung như ngài còn mà hiếm, hiếm lắm. Bởi vì tất cả những phòng vệ của Âu Lạc tại hạ biết hết rồi. Tất cả nằm ở đây nè. Thành cổ loa xây từ hình xoắn ốc, cho nên không thể nào bắt thang mà trèo vào. Muốn đánh vào phải đánh từ cổng thành. Bề mặt thành trang bị hệ thống cung nỏ, mỗi lần bắn ra là cả ngàn mũi tên chớp lè ánh sáng, âm thanh rợn người. Tiếng trống đồng và tiếng nỏ thần bắn ra sẽ tạo ra một âm thanh long trời lở đất. Đó là bí mật của nỏ thần. Nỏ thần muốn sử dụng là phải có Phong Châu Thất Hùng, nhưng ngài đã bị nhốt ở đây rồi. Những người kia làm được gì? Không làm được gì hết. Anh Dương Vương, người ở đâu? Trên ngôi cao đang say mê tủ sắc. Đây, mũi tên này ghim thẳng vào trái tim con ta. Con ta đang chờ ngài dưới suối vàng. Lính của nước Triệu đang tràn vào. Đêm nay lính của nước Triệu sẽ có mặt khắp Âu Lạc. Nhận lấy món quà cho ta vui nha. Không, cha trả thù cho con được rồi. Cha
Nhà Khanh, hãy chứng kiến cha trả thù nè. Cao Thục đã không giữ được thành Cổ Loa. Xin cảm ơn rất nhiều nghệ sĩ Quỳnh Tiến Khoa, nghệ sĩ Dương Cường và các hậu tướng là siêu mẫu Phạm Đức Long, diễn viên Phúc Gia Lô, diễn viên Hoàng Phúc, nghệ sĩ Thái Kim Tùng, nghệ sĩ Đình Văn, Duy Tiến và tất cả các anh chị em trong nhóm múa. Xin cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa ban giám khảo và kính thưa quý vị khán giả, hôm nay khi mà con chọn cái vai Nhan Tấn trong cái vở Nỏ Thần, đó là một cái vai diễn của ông nội con là nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc. Khi mà tên ông đã là rất là lớn và lừng lẫy rồi, nhưng mà khi mà nhận một cái vai hoàn toàn khác với sở trường của mình, một cái nhân vật gian ác, thì ông đã phải học hỏi và phải luyện tập rất là nhiều. Và cái vai diễn này cuối cùng đã giúp cho ông đoạt được giải huy chương vàng liên hoan sân khấu toàn quốc. Cho nên là cái đó là một cái tấm gương mà con đã học theo cái điều đó. Cái vai diễn này là một cái món quà con muốn tặng cho ông nội của con. Phi thường. Phi thường ở đây đó, ngoài cái việc mà con giữ cái ngọn lửa nghề đó, là cái sự dàn dựng rất là chỉnh chu. Ngoài cái đó ra đó, còn một cái nữa phi thường ở chỗ là con giống lên một cái tiếng chuông tiếp theo cái tiếng chuông của ông nội. Và để nhắc nhở cho chúng ta rằng càng bình yên thì chúng ta càng phải thận trọng, và càng phải nhắc mình, tự déo mình để mình biết đau, để mình giật mình, để mình giữ cái sự bình yên này. Cảm ơn con. Hôm nay là chú nhìn cá nhân con trình diễn, tuổi đời còn trẻ như thế này mà tài nghệ rất là cao. Đối với chú đánh giá con diễn rất là xuất thần. Cái câu thoại, cái cơ mặt run rẩy, câu đó như thế nào, tới đó diễn xuất như thế nào, con làm nghĩa là phải nói là chú nghĩa là cảm xúc được từng phần, từng động tác con diễn, từng câu thoại câu nói, giỏi lắm, rất là giỏi. Cái mà anh Hữu Quốc cảm nhận được ở Gia Bảo á, có một cái gì đó ngoài cái dốc dáng nè, cái tinh thần làm nghề, thì bạn có một cái tư chất mà cũng giống ông nội lắm. Gia Bảo rất là khôn, là khi mà làm một cái tiết mục trong chương trình Sao Nói Ngôi chỉ có bao nhiêu phút thôi, em đã cắt gọn tỉa gọn để mà gom, để đẩy cái vai, phải nói là một cái vai diễn đỉnh của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc. Nó gần như là một cái lớp độc thoại dài. Và trong nghề á thì diễn viên mà có nghề mới độc thoại được một cái đoạn này, dường như từ đầu đến cuối các nhân vật kia thoại rất ít, mà dường như Gia Bảo độc thoại xuyên suốt cái tiết mục này. Nó có cả hỉ nộ ái ố. Nói chung tiết mục của em hôm nay làm cho mọi người cảm thấy có những cái đoạn nổi da gà. Đúng là Sao Nói Ngôi, Gia Bảo đã đem những cái gì tinh túy nhất, những cái gì đẹp nhất, những cái gì của người tiền bối đi trước, và em đã đem vào, và em đã có những cái mới hơn, có những cái gọi là
trẻ trung hơn nữa. Em có những cái nhấn nhá, những cái kia bằng là lúc nào cần phải nén trong lòng, uất hận như thế nào, lúc nào em cần phải thoát ra hết tất cả. Em đã làm được những cái điều mà gọi là trên sân khấu rất là cần. Một lần nữa xin cảm ơn em. Một tiết mục hết sức tuyệt vời. Ngay sau đây sẽ là số điểm và bảo nhé. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời. Xin được mời danh ca Thái Châu. Mời. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Mời. Vâng, xin được chúc mừng bạn với 3 điểm 10 tuyệt đối. Nhưng số điểm của nghệ sĩ Thanh Hằng chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Vâng, và bây giờ là thời gian dành cho quý vị giám khảo khán giả tại trường quay. Chính với 7 điểm, chúc mừng bạn. Huyết Nhi! Huyết Nhi! Hả? Dạ! Kẻ nào? Kẻ nào? Kẻ nào làm náo động bến Bình Thang? Dạ đó là Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản à? Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Đây là chỗ nhà vua đang luận bàn việc nước. Việc nước mất con đã có phải luận bàn rồi đó. Vậy mà dám đến đây để làm loạn à? Sẽ vướng vào tội tử. Dạ trình đức ông, sở dĩ Toản đến đây là gì? Toản muốn diện kiến Thanh Hoàng, bày tỏ lòng mình xin được phất cờ giết giặc bảo tồn tổ quốc. Phất cờ giết giặc bảo tồn tổ quốc à? Chẳng hay em ta năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 15. 15? 15 tuổi mà cũng luận bàn việc nước hay sao? Muôn tâu bệ hạ. Kể gì kẻ thơ, tuy em thiếu niên chi đồng, muôn đời chống ngăn quân thù. Khi nước nhà đều lên, vì tổ quốc hy sinh. Tội nhà ngươi đã rõ, làm sao động Bình Thang. Không xem phép thuật ra gì, xin Thanh quân gia hình. Chỉ gì mà để làm gương, mau truyền võ đạo quân. Hoàng thúc, nhìn em ta thấy thương trong lòng. Nhi đồng dũng cảm kiên cường hiên ngang, ngăn chống quân sai lang. Lòng nào ta đây đi đành tâm đón nghĩa thâm tình. Vì dân yêu nước chữ chung quân tội gì mãi tha. Xin đức ông ai dùng thương thương tha cho tội. Đành dẹp tình riêng ta lo việc chung. Lý đâu không từng hấp hút tha cho nghịch nhi. Toàn dân sẽ luôn chê cười khi lòng dạ chẳng an. Làm sao xứ an dân lành, bao lời thần thấm thâu. Cầu xin trên đừng lại duyên lòng thần tử quyết. Võ Đạo Quân. Dạ. Chiếm. Dạ. Lòng yêu nước thiết tha mà dương vào tội tư, thì còn ai đâu ra báo về sang hàng.
bắt kiếm đầu quân cùng ông cha Việt Giáp. Xin bệ hạ phán truyền cho cả nước, sông lớn biên cương bảo vệ sang hà. Hay lắm Quốc Toản, đất nước đang cần những người tài như em. Hãy sáng đời mà diệt thù. Còn bây giờ? Chưa phải lúc. Chưa phải lúc. Còn đến lúc nào nữa? Bệ hạ, Toản lớn rồi mà. Được rồi, ta sẽ ban cho em một đặc ân. Toản đọc một đặc ân. Đội ơn bệ hạ. Quân. Dạ. Các vương hậu đến đây dự họp, chẳng lẽ em ta lại không có hay sao? Đây, ta sẽ ban cho em một quả cam. Một quả cam là phần thưởng của kẻ tôi hiền. Không. Quốc Toản, không được hỗn lâu, quỳ xuống. Hoàng thúc, dù sao tấm lòng yêu nước của Trần Quốc Toản rất đáng khen ngợi. Thôi, em hãy về, kẻo mẫu thân mong đợi đó nha. Các vương hầu, hãy theo ta vào luận bàn diệt nước. Đem quả cam này về, giặt lấy nước mà uống đi. Đồ con nít mà mày đặt luận bàn diệt đánh giặc. Đồ con nít mà chọn bài đi đánh giặc. Ở đây hai ông là giống con nít nhất đó. Toản không phải là trẻ con mà. Bé Ngọc ơi. Trời đất ơi, Ngọc ơi là Ngọc. Ba dặn con ở nhà học bài chăm chỉ sao ở đây chứ vậy? Nè, cam rồi đồ đạc, kim tiến đồ ha. Qua làm ba có trò khùng trò điên này hoài à. Về nhà cho ba, nhìn cái... Mệt quá nè, cho miếng nước con nhìn cái gì nữa. Khổ ghê vậy hà. Ai phải nước cam quên mở đường chú lè vậy. Khổ quá Ngọc nè. Ba dặn con lần cuối nha, ở nhà cho ba, không qua đây nữa nghe không. Nè, ở nhà học bài chăm chỉ, qua đây. Ba đi kiếm con cùng làng khắp xóm, hỏi con Ngọc đâu, không ai biết hết trơn hết trọi đó. Ba mệt quá mà, ba già rồi mà con. Cảm ơn nha. Thái độ nè hả? Mày đặt thái độ hết nước với tôi hả? Cho uống miếng nước được, tưởng đâu tôi không chửi nghe nè. Nè, con nít con nôi cầm giáo cầm gươm tính đâm ai? Đâm quân thù. Ở đây ai quân thù đâu? Hay lắm, giỏi lắm ha nè. Ai dạy ba cái trò đây? Con nít con nôi mày đặt hỗn hào với người lớn. Ông ba bà ba dạy phải không? Để đó đi. Ông ba bà ba đâu? Dạ dạ tôi đây. Ông ba bà ba ra đây. Mày đứa nhỏ gì, không có hổn. Chuyện gì vậy cậu? Tôi có hổn láo với mấy cô mấy chú trong xóm phải không? Sao vậy? Lui con lại coi. Trời ơi, tụi con cứ giỡn hoài ra. Dạ xin lỗi cậu, mấy đứa nhỏ nó phiền hà cậu hả? Không có phiền gì hết trơn á, ông mới phiền đó. Dạ, ông vậy? Bà rủ rê dụ dỗ con gái tôi ở đây phải không? Dạ đâu có rủ rê dụ dỗ gì cậu. Tại vì tụi tôi là hai vợ chồng nghệ sĩ già. Dạ. Rồi tụi tôi làm nhang ở đây, tụi tôi sống. Rồi mê cải lương quá, hát nghêu ngao. Mấy đứa nhỏ nó thấy nó khoái quá, nó chạy lên nó xin học. Tụi tôi dạy, tôi không có lấy tiền lấy bạc gì hết trơn trọi á cậu. Tụi nó mê cải lương là tụi tôi mừng rồi. Dạy không lấy tiền hả? Dạ. Ai thích đâu dạy. Con gái tôi đâu có thích. Nè, con gái không thích nè. Một không thích, hai không thích, ba không thích, bốn cũng không thích. Có ai thích đâu? Dạ thích. Thích cậu ơi. Sao con đưa ba vô đường cùng rồi vậy con? Nè, nhưng mà tôi không thích. Tôi không thích, tôi không cho. Qua đây với bà Ngọc. Từ từ nói nha cậu. Đừng đi qua đây. Đừng có đánh nó nha. Nó hát có triển vọng lắm đó cậu ơi. Triển vọng cái gì? Nè, nghe lời ba, con về nhà với ba nghe. Thầy cô tới nhà hết rồi. Học tiếng nước ngoài nè, tiếng Anh nè, tiếng U nè đó. Tiếng U là tiếng gì vậy cậu? Tôi nói ra nghe nhiều thôi chứ không biết. Tôi học cái lương xưa cũ lắm rồi. Ê, cậu ơi, cậu nói chuyện xưa cũ tôi không chịu nha. Cái lương tôi không có xưa cũ nha cậu. Cái lương tôi đổi mới mỗi ngày nha cậu. Đổi mới mỗi ngày hả? Nè con nhìn đi. Ông ba bà ba nè, từng một thời mê cải lương, cả đời theo cải lương đó. Rồi giờ ở đâu? Đâu có nhà đâu ở con. Ở ké cái đình này nè. Ê, cái đình này của tôi mua à. Cậu đừng có nghĩ ai cải lương là cũng như vậy. Cải lương bây giờ người ta khác rồi, đừng có nghĩ như vậy nữa. Tôi không nói chuyện với ông ngang ngược lắm. Đi về với ba kìa.
ba đứa kia nữa, con chị Sáu nè, anh Bảy, chú Chín, qua đây. Đi về luôn. Nè, không không nè. Học cải lương đi khóc cũng vô dây được nữa. Cho nó học đi mà. Về lẹ lên. Con ơi, dẫn em đi cẩn thận nghe. Có chừng bé nghe con. Đó. Ai mà chê cải lương á là chạm vô lòng tự ái của ổng hả? Thôi, buồn cái gì? Người ta không biết thì người ta nói vậy, thì mình từ từ mình nói người ta hiểu, hiểu không? Sao người ta cứ nghĩ cải lương là xưa cũ vậy mình? Trong khi nghệ sĩ ngày nào cũng đang đổi mới, tôi càng muốn cải lương đến gần với lớp trẻ hơn. Mà sao cái định kiến kỳ vậy mình? Tôi hiểu mình mà. Mình ơi, mỗi con người sinh ra đều chọn cho mình một ngành nghề trong xã hội. Bác sĩ, kỹ sư, kinh doanh, chính trị là làm đẹp và đấng sinh thành. Xin đừng nghĩ xương ta là vô loại vô ngành. Tôi hát cải lương là để ngợi ca tình đất nước, nhạc của nước mình, mình hát để mình nghe. Cải lương kết hợp từ ca dao, kết nối bằng dây thân ai. Theo tiếng mẹ ngủ cũng trầm bồng, mượn ca dao mà hát tiếng mẹ ru hời. Ôi, mình à, cải lương á nó hay lắm. Nó dạy cho người ta nè, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Ai á mà yêu thích á thì mới hiểu, còn người ta không hiểu á thì từ từ mình nói người ta biết, có gì đâu buồn. Nghe mình. Tôi bồi ngồi khi nghe người ta nói, sợ quê mùa không nghe bài dòng cổ, chỉ thích nhạc Mỹ, nhạc Tây để nâng cao giai cấp. Nghe nhạc của người ta mà chê nhạc nước mình, đổi họ thay tên chứ đâu à có đổi được dáng hình. Thân xác con người bị đẩy đưa theo hoàn cảnh, nhưng đừng để tâm hồn bị hoàn cảnh đẩy đưa. Giọng cổ là tiếng vọng về xa, nơi có quê hương đầy kỷ niệm. Xin đừng chê người thật thà dứt phát, rồi lại buông lời khinh miệt cải lương. Thôi, nhưng mà đây là tâm nguyện của mình, mong muốn truyền lại cho lớp nhỏ cái môn nghệ thuật truyền thống. Thì bây giờ á, mấy đứa nhỏ đứa nào nó thích thì mình dạy cho nó. Mình đừng có nản lòng. Người ta nói chút xíu là mình buồn, vậy thì sao mà mình làm được cái nguyện vọng của mình hả mình? Thôi thôi mình ơi, chắc tôi với mình bây giờ đã lỗi thời rồi, không nghe theo kịp cái lớp trẻ nữa. Thôi dẹp hết, không hát, không ca, không dạy gì hết. Có ai nghe nữa đâu mà hát. Mình à, ai học nữa đâu mà dạy. Thôi hết rồi mình ơi. Mình ông ba, mấy đứa ở đâu còn cái lương dòng cổ, là nơi đó còn dân tộc Việt Nam. Trời ơi, mình nghe tôi đã nói không mình, cái lương sẽ mãi mãi trường tồn. Mình ơi, ông ba, lại tôi với ông ba. Bạn muốn gửi gắm gì ở trong cái phần mà bạn dàn dựng như vậy nè?
Dạ, tại chủ đề này là cảm ơn cuộc đời. Thì thật sự là cuộc đời này có rất là nhiều cái để mà mình cảm ơn. Nhưng mà em thì em muốn là truyền lại cho cái lớp nhỏ hơn nữa, là từ lúc còn bé, các em bé nó còn nhỏ mà bắt đầu biết nghe giọng cổ, biết thích cải lương, thì chắc chắn là cải lương mình sẽ còn hoài còn mãi. Đó là ý muốn của em. Dạ. Cảm ơn cái chương trình Sao Nối Ngôi, và cũng qua cái tiết mục mà Tre Tàn Măng Mọc của Gia Bảo, tôi mới được thưởng thức một cái món ăn tinh thần mà lần đầu tôi nghe giọng cổ mà bè quá chừng bè. Cái ý tưởng này rất là hay, mình truyền lại cái vọng cổ. Tôi không có đồng ý, đừng có bao giờ mà nói là vọng cổ xưa hay là cái gì đó, chứ ngành nào cũng có giá trị hết. Và cũng là rất là khen mấy cháu ra rất là tự nhiên, cuối câu cao trào đó mà bè giọng cổ, cái này là tôi nhớ hoài luôn nha, ấn tượng luôn rồi. Bạn Gia Bảo là thích làm những cái việc mà ít ai làm. Mà như vậy cũng hay đúng không? Cho em nói thêm cái này chút. Dạ. Nha, khi mà con hát giọng cổ đó, mình vô giọng cổ mình có nhiều cách vô lắm. Nhiều khi con nói lối đi, con nói lối gì đó rồi gần tới cái câu mà con xuống đó, cái con mới vô lại cái, thì nó không có lòi ra cái kiểu yếu của mình. Chứ mỗi lần mà chú nghe con hát nhạc hay là giọng cổ là chú hồi hộp lắm. Cái câu vô giọng cổ vừa rồi đó, Gia Bảo đọc lại cho cô nghe coi. Dạ. Mỗi con người sinh ra ai cũng chọn cho mình một ngành nghề trong xã hội. Khoan nha. Mỗi con người sinh ra ai cũng chọn cho mình một ngành nghề trong xã hội. Đó, nói gì đó. Thì, bác sĩ, kỹ sư, kinh doanh, chính trị là muốn làm đẹp và đấng sinh thành. Mà cái này đó là cô học từ anh Diệp Lan, thì bây giờ mới có cách để mà chỉ cho Gia Bảo. Con đang đóng cái vai người lớn tuổi, đóng vai già, thì tất cả những người lớn tuổi đều hơi ngắn hết, là vì hơi tàn sức mọn rồi. Cho nên là cái cách của mình, mà cái kỹ thuật mà con nhả chữ, thậm chí đó, nếu mà con học được của cô Ngọc Giàu đó, thì con sẽ thấy rằng chỉ có 4 chữ thôi, nhưng mà cô cất lên một cái đó là mình xót ruột, mà mình quặn lòng, mà mình bắt buộc mình phải vỗ tay. Thì cái nghề nghiệp của diễn viên đó cần học những cái điều này. Vậy con nha. Gia Bảo, những cái kỹ thuật thì cô ba đã dạy con rồi. Cái tiết mục của con làm cho ba rất là xúc động. Và tự nhiên á, giống như cái ký ức tuổi thơ của ba nó tràn về vậy đó. Ba mê cải lương từ nhỏ. Và bây giờ là ba đã lớn rồi. Mình sợ là con cháu sau này không thích nữa. Nhưng mà cái hoài bão của con á, nó cũng giống như hoài bão của ba. Có nghĩa là mình mong làm sao mà con cháu giống như các cháu hồi nãy, cái 4 tuổi, 5 tuổi mà vẫn mê cải lương. Thì cải lương sẽ không bao giờ biến mất. Bà thích nhất là cái cách suy nghĩ của con, cái tâm của con. Thưa quý vị, thưa ban giám khảo, Gia Bảo là cách đây ba mấy năm á, em bồng nó trên tay, mới chiếu nó nhất là bồng trên tay. Con là rất là may mắn, con sanh ra trong một gia đình truyền thống về cải lương, về nghệ thuật. Đã có một sẵn một cái dòng máu ở trong trái tim con. Con được nhiều những cái ưu ái như thế, nhưng ngược lại đó là một cái điều mà con phải phấn đấu rất dữ dội. Nhưng Gia Bảo được cái này nè, Gia Bảo có cái đầu đạo diễn. Riêng về mặt ý tưởng dàn dựng, con đã gây được một cảm xúc cho cô ba đây, cho bác đây, và cho bố nuôi của con, cho cô và cả cái khán phòng này. Và con cũng rất là khéo léo để chọn những cái thiếu nhi nó hết sức là dễ thương. Nội bao nhiêu mà nó bé xíu mà nó ra mà nó cầm cái giáo á, là nó đã thuyết phục được mình rồi. Dễ thương quá. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thủy. Cảm ơn những lời nhận xét quý báu của ban giám khảo dành cho thí sinh Gia Bảo. Bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Xin được mời danh ca Thái Châu. 9,5. Nghệ sĩ Minh Nhĩ. 10. Vâng. Thưa quý vị, số điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay
dành cho Gia Bảo. Xin mời. 9,5, chúc mừng bạn. Ông Tám, hôm nay có hát cho bà con xem không ông Tám? Hát gì nổi mà hát. Mấy ngày nay mưa bão triền miên, đợi khi nào trời quang mây tạnh á, đoàn hát phục vụ bà con. Bà con thông cảm nghe. Dạ. Ông ơi. Ừ? Ông à. Gì? Trời mưa gió bão bùng không có hát được đúng không? Ừ. Thôi để tôi chạy qua bên bà Bảy á, tôi lấy ít gạo với mấy trứng vịt về nấu cơm cho hai cha con ăn ha. Bà còn tiền không? Tiền đâu, đi qua bển mua chịu, rồi vài ngày hát được rồi trả cho người ta. Ừ, cố gắng năn nỉ người ta nghe bà. Ừ, không có gì đâu. Má. Hả? Mua chịu nữa hả? Ừ, mua chịu rồi vài ngày nữa mình hát được cái mình trả lại cho người ta con. Mua thôi wow. Nè, hai cha con ông đi vợt bài gì đi, tôi đi chút về nghe. Nhớ năn nỉ người ta nghe bà. Giang, ca lại cái bài Trường Tương Tư cho cha nghe coi. Hát đi anh Giang. Anh Giang, anh Giang hát hay mà, hát đi. Đó, hát đi con. Biết lấy ai nhân gọi đôi lời bồi hồi đừng ngồi không an dạ. Hay cái gì mà hay. Con ca cái bài này không có hồn dí gì hết vậy Giang. Cái bài Trường Tương Tư hay nhất là mấy cái vuốt câu cuối, ca làm sao cho nó ngọt. Bài Quán Phụ mà con, ca phải vô dòng người mới được chứ con. Chỉ có mình cha chơi con ca dở thôi. Đó, anh chị khen con ca hay đó. Cha là cha của con, cha nghĩ sao cho nói vậy. Ca lại bài này cho cha nghe thử coi. Thôi, con không ca nữa đâu. Tại sao vậy? Con nói cha nghe, bây giờ con muốn lên bờ à. Con không có đi gánh hát gì cha đâu. Con không muốn bấp bênh như vậy nữa. Con muốn lên bờ, con muốn có một công việc ổn định. Con muốn xây nhà trên bờ, chứ không phải là cái nhà nhách tạm hờ như vậy. Đi suốt ngày mà đi hoài à. Giang à, cái ghe của mình nè, ba đời dòng họ nhà mình ba đời cái nghiệp hát, ông nội con tới cha tới con, nghề hát là máu thịt của mình mà con. Đụng tới cha là cha lôi nghề ra cha nói à. Đó, ông nội rồi đời cha rồi đời con, chẳng lẽ cha bắt đời con phải đi bấp bênh như cha như vậy đó hả? Con nói rồi, con không đàn không hát gì nữa hết. Nghe lời cha, cầm cái đàn lên. Không, con vừa, không đàn. Vừa đàn vừa hát. Con không hát. Cầm con lên. Con hát con không đàn nữa. Cầm lên. Con không đàn. Vừa cha, đàn vừa hát cho ta. Con không đàn mà. Cái đàn của cha. 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 Cái đàn cha, của cha. Cái đàn cha, của cha. Cha ơi. Cha ơi. Mẹ. Cha. Cha gì vậy con? Cha con kìa mẹ. Cha con. Trời. Ông ơi. Giang. Từ từ con. Cha. Cha. Bà Tám ơi, ông Tám chỉ kịp đưa cái cây đàn này lên bờ cho con ơi, rồi ông bị nước cuốn trôi rồi. Ooh.
tay con ôm đàn, lá trả lễ dầm tôn, bão giông ơi sao nó cướp mất cha tôi. Đàn còn dở dang tiếng sông lao đành tôi tắt liền. Xe ô liêu quang sang xây quán liêu, sang ô liêu xây xây sáng xây sang xây phán liêu. Ông ơi, ông ơi, chơi phim đàn còn đây mà bóng hình cha mất vàng, khúc tương tư còn hằng sâu trong tâm tưởng lời cha khẽ dạy con khôn lớn nên người. Vậy mà giờ đây tắt liệm tiếng cha cười, ngoài kia đang phủ trùm cơn giông bão, con nơi đây cũng đau buốt tâm hồn. Khúc tương tư chữa bạn cho đàn còn gian dở, mà sóng biển vô tình phá vỡ cuộc đời cha. Con biết đi đâu biết về đâu bây giờ, khi ghe hát này vắng tiếng gọi cha. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một tràng vỗ tay nữa thật lớn dành cho Trường Giang, nghệ sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ Tô Châu. Quý Trân phải nói là các thí sinh của chúng ta quá giỏi, bởi vì các bạn có thể hát, có thể diễn và có thể viết những gì mà mình suy nghĩ. Trường Giang ơi, chú cũng đã có
gần 6 năm lên đên trên ghe để mà đi hát rong rủi ở miền Đồng Tháp. Mà chú không ngờ một đứa trẻ như con mà có một tư tưởng để dàn dựng ra một cái tiểu phẩm chú rất thích. Chú rất thích. Nhưng mà chú ước gì con ca thêm nhiều hơn. Tại vì dầu sao con cũng là hậu duệ của Minh Tơ. Con diễn xuất rất là hay, bạn diễn của con cũng rất là hay. Khi mà con hát chồng lên thì riêng chú nghĩ là con xuống chút xíu nữa nó sẽ thoải mái hơn. Nha, thì con để ý cái phần hát. Nghệ thuật nói chung có bốn chữ: duyên phận và nghiệp chỉ. Riêng đối với con, gia đình mình đã 2-3 đời là nghệ sĩ, thì con phải làm sao phải hay hơn những tiền nhân của mình. Kịch bản xúc động, dàn dựng công phu, và thấy rõ cái khát vọng của Trường Giang đối với nghề cũng như là đối với tổ tông. Nhưng mà cô mong một cái kết khác với cái kết này. Bởi vì nếu để cho một người trẻ trưởng thành mà một người lớn ra đi thì cuộc sống nó đau lòng quá. Sao mình không làm cho một cái kết thúc tươi hơn? Con đứng lên và mẹ dựa vào con thì đó mới là một cái kết của cải lương ca hay, đẹp, hùng, bi tráng. Còn bây giờ sẽ là số điệp của bạn. Xin mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Đúng ra đó là cho con 10, bởi vì công trình của con, cái cách suy nghĩ của con đặt vấn đề trong cái trích đoạn này. Nhưng mà sẽ bớt con một điểm là bởi vì cái kết nó quá bi thảm thay vì nó bi tráng. Con đồng ý không? Cái này không có công bằng. Nói cho 10 mà vì khóc hụ hụ trừ con người ta tới một điểm lận. Vậy đó hả? Thôi bây giờ là thôi nửa điểm thôi nha. Thôi trừ con nửa điểm thôi. 9 điểm rồi. Chúc mừng bạn. Số điểm từ phía giám khảo danh ca Phương Dung 9,5. Danh ca Thái Châu thì sao ạ? 9,5. Số điểm của nghệ sĩ Hoài Thanh chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo khán giả tại trường quay. Xin mời. Số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Trường Giang là 9,5 điểm. Chúc mừng bạn. Trời đất ơi, em ơi, em ca hay quá. Qua đâu? Thục Quanh, anh xin trân trọng tặng em. Dạ, cảm ơn ông. Dạ. Và bó hoa này nói lên từ nay trở đi em là của anh. Ông à, tôi là gái đã có chồng rồi ông à. Biết, anh biết em có chồng chứ. Nhưng mà anh thích ai có chồng lắm. Anh Dương ơi. Đừng kêu tên Dương nữa. Từ nay trở đi nó sẽ vĩnh viễn không còn thấy mặt em. Ông đã làm gì chồng tôi? Anh đã lỡ móc mắt nó rồi. Trời ơi, ông tàn nhẫn lắm. Tàn nhẫn là bản chất của anh. Ông ác độc lắm. Không ác độc làm sao tàn nhẫn được. Trời ơi, anh Dương ơi, anh Dương. Em chị bay trúng gió rồi, đem về nhà cho tao cạo gió. Mau lên. Tiền đâu? Mất dạy quá. Đi 2 đêm mà chỉ có nhiêu đây sao? Hả? Hả? Đi đâu ạ? Đi đâu? Tôi vào với con tôi. Nó không quan trọng đâu. Ông đã làm gì tới con tôi? Tôi đã thả nó trôi sông rồi. Ông không có người mà.
tao là ác quỷ, tao không còn tin người, tất cả là do mày. Do mày! Ba đâu? Mày đã đổ ác quỷ, trả con lại cho tao. Trả con lại cho tao. Trời ơi sao nỡ giết chết con tôi, miệng sữa còn hôi, có tội tình gì, ai nỡ nào cắt ruột lìa đôi. Con ơi, con ơi. Đời mẹ chỉ có con là nguồn vui, là lẽ sống trong đời. Mà sao con nỡ bỏ mẹ đi đâu? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Con tôi lại cho tôi. Dương ơi, Dương ơi, em không làm tròn bổn phận. Mất con rồi, em biết sống sao đây? Nỗi đau đớn, nỗi nhọc nhằn, đọa đày linh hồn và thể xác. Anh Dương ơi, anh đã bao đêm bao ngày mong ước ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm, nhưng ai đã gây cho mối tình tan vỡ? Để tình chung thủy nay đành lỡ là. Dương ơi con mình nay còn đâu, đoàn lìa bi thương chiến mình ta, ôi xót xa, ôi đớn đau. Anh hỡi anh ở đâu cầu ái ân cầu thương chung, kiếp này đánh đổi hẹn không mong gì xung hợp đáng chiên. Hoàng kiên cứ mãi chân chồng, mắt càng dòng, lòng ta như muối xa kim châm tới đời. Anh Dương! Thục Quân! Anh... Buông ra! Buông ra! Alo! Ai vậy? Mày, mày đã làm tan nát cả gia đình tao. Mày cướp vợ tao. Mày giết con tao. Mày đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời tao. Bây giờ mày muốn gì nữa? Mày muốn cái gì nữa? Của hai thằng giống nhau vậy? Nào giả nào thiệt? Tao không muốn mày bán con tao. Ủa, con... Ủa ai vậy? Ai đây? Ai? Châu Thành. Trời đất ơi anh Thành ơi, em đâu có biết. Ủa con anh hả? Em đâu có biết anh Thành. Mở đâu con. Thôi em biết em thương nó rồi. Bây giờ em sẽ bán nó chỗ ngon lành lắm. Anh tin tưởng em đi. Em bán tương lai của nó. Em bán ở đâu? Em bán cho bốn vị lận. Muốn đóng phim được có Nguyễn Chánh Tính nè. Muốn hát cây lương là có Bạch Trí cái Kim Phương nè. Muốn hát nhạc có Thái Châu. Anh đồng ý không? Đồng ý. Chịu không? Chịu. Đó, giờ xin biết bốn gì bao nhiêu con. Vì giúp đỡ con ảnh dùm. Giờ xin chào. Thưa quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị hãy dành tặng một tràng pháo tay thật lớn cho nghệ sĩ Châu Thanh, nghệ sĩ Tấn Hoàng và ca sĩ Lưu Chí Vĩ. Thật là một điều hạnh phúc vô cùng cho Châu Thanh khi con gái mình tham dự trong chương trình Sao Nấu Ngôi. Nhưng mà một điều rất là lo, tại vì Châu Ngọc Tiên thì mới bước chân vào nghề chỉ 2 năm nay thôi.
Và giả lại cái bộ môn cải lương không phải là sở trường của con gái. Mỗi lần nó ca thì Châu Thanh phải nói đứng tim. Nhưng mà Châu Thanh có động viên con gái thế này, đây là một cái cơ hội rất tốt để mình được học hỏi. Cảm ơn những lời chia sẻ của nghệ sĩ Châu Thanh. Nói về cái tiết mục này thì chú phải thành thật là khen ngợi là về cái phần dàn dựng rất là tốt. Cái thứ hai nữa là con diễn tốt. Chú nhìn là nhìn cách diễn của con ở cái nét điện ảnh và kịch, với cái dáng của con, với gương mặt của con và cái cách diễn của con. Về cái giọng nói của con cũng vậy, là rất là thích hợp cho các vở kịch. À, còn riêng về cải lương thì chú thấy rằng con ca không được rồi, nó không vô rồi. Đó, thì thôi thì đây là góp ý cho con biết là cái con đường của con đi sắp tới, con đi kịch hoặc là con đi điện ảnh sẽ thành công hơn. Cái vai diễn này nó quá nặng nề với tiên. Mình hát cải lương nó rất khó. Khi mình nhả chữ ra, cái chữ nó cứng lắm. Cái biểu cảm mình cũng không có được. Rồi nhưng mà cũng ghi nhận cái sự mà thử thách của con. Cô ơi, có khác với chú Thái Châu một chút. Với một cô ca sĩ hát nhạc nhẹ, nhạc đương đại mà ca xế sẵn như vậy á, thì quá dễ thương đi. Ở đây con được cái lợi thế là con đẹp, và nó rất hợp với lại cái tính cách của cái nhân vật này. Cho nên con không cần diễn sâu đó, thì người ta cũng tin rằng đây là một cái cô gái phòng trà và gặp một cuộc đời lận đận. À, bản thân chị Ba muốn động viên con, động viên Tiên á, trong cái nối ngôi này thì là một điều đáng quý. Nhưng riêng cô là người làm nghề cũng hơi bị khắt khe một tí. Đây là một cái vở mà ba con đã thành danh, thì ba con lại lấy ngay cái đoạn phát triển tâm lý nó quá phức tạp, mà cái sức của con á chưa thể đạt tới, hơi bị tiếc. Con muốn nhảy qua lĩnh vực của ba con là một điều đáng quý, nhưng mà theo cô á thì con nên trở lại cái tài năng bẩm sinh của mình, đó là ca nhạc. Nhưng mà cũng không ai cấm con hát cải lương, bởi vì có tệ đâu. Ngay sau đây là số điểm từ phía ban giám khảo. Đúng ra là cô cho con 9 điểm với một cái công việc của con, nhưng mà cô muốn cộng cho con thêm phân nửa nữa để hoan nghênh cái việc con đam mê với cải lương và con dũng cảm bước vào cái vườn hoa nghệ thuật cải lương. 9,5 dành cả Thái Châu. 9 nghệ sĩ Kim Phương. 9,5 điểm của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính, chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho giám khảo khán giả tại trường quay chấm điểm cho Châu Ngọc Tiên. 9,5, chúc mừng bạn. Đậm hình hài chốn cung chương trang đài, ngóng trong vua kẻ mai thêm sắc hương hoa điếm tô môi hồng. Đèn hoa soi đời hồng nhan, một kiếp sao trái
tay trong tay ta đi đến cung tiên, nhạc trầm lớn hồn diêu vương say mộng yêu lưu thước nhẹ trên mây hồng. Nhịp nhàng tiếng trong gian tàn tình ý ya tàn tình rộn ràng. Cho đời ngọt ngào từng lời ca tiếng hát ngủ cùng sang sự xế sang đẹp thai trong từng nhân vật kép tướng uy nghi mang chí anh hùng thước tha giọng dáng tờ đào huyệt nga chờ là chờ vàng dựng tiên đời của người nghệ sĩ trót mang tầm nhã tư đẹp như một bài thơ sáng trong như một giấc mơ
lưu hoa sử sang, sử sang, sử sang không xê. Sang u sang u lưu quang, phang u lưu phang xê. Đời của người nghệ sĩ trước mang kịp tầm nhạc tơ. Đẹp như một bài thơ, sáng trong như một giấc mơ. Tâm đức trọn đời dân nghiệp dĩ, tâm đạo hội tụ chữ duy nghề, tâm linh bốn phương về giới tổ, tâm nghiệp hết kiếp dẫn nhã tơ. Khi mà Trường Giang bay lên cao và thả tay rớt xuống thì chúng ta thấy được sự hy sinh rất lớn, sự đam mê rất lớn của những người nghệ sĩ. Bạn có đau không ạ? Dạ, nếu mà tập thì chắc chắn té vậy thì rất là đau. Nhưng mà khi lên sân khấu diễn thì té xuống thì chỉ biết rằng là mình gần trễ nhạc rồi, thì mình làm cho trọn vẹn cái khúc đó, cho cái vai đó cho mình. Đúng là nghệ sĩ cái lương tuần cổ liều đó. Trong đó có khóc con rồi, khóc rồi. Trong đó có con phải lại không? Nhớ cha rồi. Trong đó có con và có ba con phải không? Dạ. Không thể hình dung được, em hôm nay em quá xả thân và hy sinh nguy hiểm để thế này. Thật sự là không cầm được nước mắt, bởi vì gia đình của mình đã có cái truyền thống như thế và dạy cho con cháu và Trường Giang như vậy, là em nối tiếp cái nghiệp. Và chị Quế Trân hy vọng là em cố gắng gìn giữ và phát huy, mặc dù nhiều gian khó lắm. Cải lương tuồng cổ bây giờ không được như ngày xưa, mà em theo hát được như vậy. Cố lên, chị Trân chỉ biết động viên em thôi. Cô thấy là đẹp như một bài thơ và sáng trong như một giấc mơ. Giấc mơ của một nghệ sĩ trẻ trong một cái ánh hào quang của cả một cái đại gia đình, đại gia tộc cải lương tuồng cổ. Có thêm một nhân tố mới, vừa có tài, vừa có tâm, và vừa có một cái sự quyết tâm dâng hiến trọn đời mình cho tổ nghiệp cải lương. Cảm ơn con. Hôm nay chú thấy con đã đem hết cái tâm huyết của con cho tiết mục này, nhưng chú lại trách con một cái điều: khi chúng ta đã thực hiện một tiết mục, một động tác gì khó nhất trên sân khấu thì chúng ta phải tập rất là kỹ lưỡng. Các bạn diễn xung quanh ngày hôm nay các bạn ấy làm rất tốt, nhưng cái tốt đó nó chưa được gắn chặt để tạo nên một cái dấu ấn đẩy mạnh con lên nữa. Còn ngày hôm nay chú rất hãnh diện khi con đã sáng tác ra một cái tác phẩm như thế. Và nhớ một điều rằng ở phía sau lưng của con còn những người chú, cha, mẹ đang theo dõi bước của con và đặt hết niềm tin ở con. Có thể là tại vì chú Kim Tử Long á, là bên cải lương cho nên đòi hỏi con nghiêm khắc. Nhưng mà đêm nay chú thấy con quá tuyệt vời. Cái thần thái và cái cách thay đổi nhân vật của con, chú không rời mắt luôn. Và khi con té xuống cái, chú không biết là trong kịch hay là ngoài kịch, nhưng mà làm cho chú thót tim luôn. Chú thót tim luôn. Nhưng nếu đó là trong kịch thì là sự hy sinh của người nghệ sĩ thì chú thấy là nó rất hay. Nhưng nếu nó là ngoài cái, nó là sự cố ngoài kịch, thì chú cũng đồng tình với chú Kim Tử Long là mình nên luyện cho nó kỹ chút xíu. Đã nói là sự cố rồi thì làm sao mà né được. Cái này thì Kim Tử Long và Minh Nhí chỉ nhắc nhở con cẩn thận thôi. Mà chú biết nhiều lắm, nhất là những cái tuồng tích mà bay như thế này đó, thì nó sẽ có cái sự bất chắc xảy ra nhiều lắm, thì mình cẩn thận thì nó hạn chế bớt thôi. Nhưng mà cái hay của con là sao? Con diễn xuất rất là hay, rất là tự nhiên, và con tự sáng tạo cái tiết mục của con như thế này. Mà cái đoạn đầu mà con hát, cái giọng con nó hơi bị chưa ngon lắm, nó giọng chưa chuẩn lắm,
tức là phải tập trung thêm để làm sao mình diễn tốt quá, mình hát cho nó tuyệt vời thêm nữa thì cái tiết mục của mình nó hoàn hảo hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ biết số điểm dành cho Trường Giang từ phía ban giám khảo. Xin được mời số điểm từ phía giám khảo Bạch Tuyết. Mời! Số điểm của giám khảo Thái Châu, 9,5. Số điểm của giám khảo Minh Nhí, mời! Số điểm của giám khảo Kim Tử Long chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của quý vị giám khảo khán giả tại trường quay. Xin mời. Số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho bạn Trường Giang là 9,6 điểm. Chúc mừng bạn!